Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de um ano em torno do Sol. Chúng ta vừa đi qua điểm hạ chí. Đối với bán cầu Bắc của trái đất, đó là ngày dài nhất của năm. Bên trên Bắc Cực, mặt trời ở vị trí cao hơn trên bầu trời trong 24 giờ đồng hồ. Trục trái đất nghiêng 23 độ so với cực, vì vậy nó bị mặt trời quét qua. Nhưng bên dưới Nam Cực, 23 độ từ phía Nam, mặt trời không mọc vào cuối tuần này. Ngay cả vào giữa trưa, nó vẫn ở bên dưới đường chân trời. Ngày càng ngắn hơn ở New Zealand và ở phía Nam Argentina. Các mùa ở đấy cũng luân lưu. Những tia nắng mặt trời chiếu theo góc độ thấp và tỏa nhiệt ít hơn. Đó là mùa đông. Trong 6 tháng, trái đất sẽ ở vị trí bên kia theo quỹ đạo của nó. Vào ngày 21 tháng 12, sẽ là điểm hạ chí ở Nam Bán Cầu, nghiêng về hướng mặt trời. Giữa trưa, mặt trời sẽ trực tiếp bên trên vĩ tuyến 23 về phía Nam, bên trên vùng đông chí tuyến. Tại sao lại là đông chí tuyến nhỉ? Vì vào lúc đó, mặt trời xuất hiện ngay trước mặt chòm sao Capricorn xa xôi. Nhưng hiện nay, ở đây là Bắc Bán Cầu, mùa hạ đang bắt đầu. Từ cực Bắc đến dòng Bắc Cực, vào ngày chí tuyến, mặt trời xuất hiện suốt 24 giờ trong ngày, không có ban đêm. Và những vùng ở Bắc Cực không xa lắm so với cực Bắc, đêm trước và sau điểm chí tuyến là những đêm trắng. Ở St. Petersburg, Stockholm, Oslo, Copenhagen, Hamburg, Berlin, London và Calgary. Ở phía Bắc của trái đất này, mặt trời chỉ chìm xuống theo một quãng ngắn dưới đường chân trời. Nó vẫn còn sáng đủ để thấy được, di chuyển dần từ phía Tây sang phía Bắc, rồi sang hướng Đông. Sau khi mặt trời lặn, ánh sáng vẫn còn mờ mờ, di chuyển chậm ngang qua bầu trời. Về nửa đêm, ánh sáng này nằm về phía Bắc và di chuyển về hướng Đông, chính là chỗ nó mọc lên vào lúc bình minh. Ở một vùng hơi thiên về phía Nam, trong đó có Paris, Winnipeg và Vancouver, ánh sáng mờ mờ của những đêm trắng có thể thấy được đến giữa đêm, và nó xuất hiện trở lại khoảng 3 giờ sáng hôm sau. Xa hơn một chút về hướng Nam, ở Auckland, Zurich và Montreal, phía Bắc của trái đất nhô lên cao hơn mặt trời và ngăn không cho ta nhìn thấy ánh sáng mờ mờ của nó. Ở kinh tuyến này, không có những đêm trắng. Thứ ánh sáng mà ta nhìn thấy, thứ ánh sáng khiến chúng ta sinh tồn đến từ mặt trời. Mắt chúng ta trông thấy nó như là màu trắng, nhưng khi chúng ta phân tách nó ra, nó chứa các màu của sắc cầu vồng. Thứ ánh sáng chúng ta nhìn thấy được chỉ là một phần nhỏ của những tia sáng mặt trời chiếu vào vũ trụ. Bên ngoài tia màu tím, mặt trời phát ra những tia sáng mắt thường ta không thấy được. Đó là những tia cực tím. Tia X-quang có thể đi xuyên qua một số vật chất như bắp thịt và phổi của chúng ta với tần số rất cao, rồi đến tia gamma phóng ra từ những vùng nóng nhất trên mặt trời. Về bên phải, tia sáng nhìn thấy được ở tận cùng của dải quang phổ. Xa hơn, tia sáng màu đỏ là tia sáng khác mắt thường ta không nhìn thấy được, đó là tia hồng ngoại. Rồi đến những sóng vi ba, đúng thế, chính là tia mà bạn dùng để xả đông thức ăn đông lạnh của bạn. Và sóng đó là những âm tần thấp, tựa như sóng radio vậy. Để nghiên cứu mặt trời, chúng ta thử nghiệm bên ngoài những độ dài sóng mắt thường thấy được. Trong khi những vì sao xa xăm còn ẩn khuất, thì chúng gửi ánh sáng rất ít đến chúng ta. Mặt trời làm chói mắt ta, giúp cho chúng che giấu những bí ẩn của chúng. Nhưng chúng ta không thể khiếu nại. Mắt chúng ta có thể điều chỉnh đến mức tốt nhất để thấy được chúng vào ban đêm và vào ban ngày trong chương trình của chúng ta. Đấy, chúng ta chỉ cần có thế thôi. Kính râm chưa đủ. Kể cả thủy tinh ám khói đều cũng như vậy.
Khi nhìn mặt trời, hãy trang bị cho mình một kính lọc nhỏ, không đắt tiền lắm đâu, hoặc dùng hình ảnh phản chiếu của mặt trời qua ống nhòm lên một tờ giấy trắng. Bạn sẽ thấy những điểm đen mặt trời. Chúng là những lỗ khí trên bề mặt của mặt trời. Ở đó, mặt trời đang phun trào. Bạn có thể theo dõi chuyển động quay của mặt trời bằng cách quan sát những điểm đen mặt trời hết ngày này qua ngày khác. Những điểm đen này, ngày hôm nay ở chỗ này, nhưng ngày mai lại ở chỗ kia. Chúng ta có thể dùng những điểm đen như những hướng dẫn viên để thấy được chuyển động quay của mặt trời. Nhưng chúng cũng giúp ta thấy được mặt trời theo ba chiều. Những điểm đen mặt trời bên cạnh di chuyển ngày càng gần nhau hơn khi chúng tiến đến gần sát bờ điểm mặt trời, vì nó không phải thực sự là cái đĩa, mà là một quả bóng khí khổng lồ. Khi bạn theo dõi điểm đen mặt trời, bạn cũng có thể tưởng tượng được kích cỡ của hệ trái đất và mặt trăng. Mặt trời to lớn đến nỗi nó có thể chứa cùng lúc mặt trăng và trái đất đang quay quanh nó. Mặt trăng quay quanh trái đất trong 4 tuần lễ, cũng tự như điểm đen cho thấy chuyển động quay của mặt trời khi nó quay quanh, và cũng phải mất 4 tuần. Vì vậy, toàn bộ hệ trái đất mặt trăng cũng không lớn hơn cái gọi là mặt trời này. Một đợt lóe sáng của những điểm đen mặt trời lóe lên cứ 11 năm một lần, và lúc đó mặt trời đang ở trạng thái tĩnh. Thời kỳ gần nhất là vào năm 2002, và sẽ đem theo một số lượng lớn nhất những điểm đen mặt trời kể từ khi nó được Galileo phát hiện cách đây 400 năm. Những điểm đen mặt trời cũng cho ta thấy được chuyển động của trái đất. Nếu bạn thấy những điểm đen mặt trời ở chỗ này vào buổi sáng, bạn sẽ thấy nó ở chỗ này vào buổi tối. Mặt trời không di chuyển, mà chính vì trục trái đất nghiêng về ban ngày. Vào buổi sáng, mặt trời xuất hiện ở góc độ này, trái đất quay và mặt trời dường như băng qua bầu trời về ban ngày. Ban đêm, nó xuất hiện theo góc này. Mặt trời không di chuyển, nhưng chúng ta đang nhìn nó từ một góc khác. Góc như thế này vào buổi sáng và góc như thế này vào buổi tối. Mỗi ngày, dù có hay không có những điểm đen mặt trời, bạn có thể thấy trái đất nghiêng. Lúc mặt trời mọc, trái đất quay theo hướng mặt trời, và vào buổi tối, trái đất che mặt trời. Boa viagem. Todos em órbita.